Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp. Chương trình được phát sóng trên đài phát thanh truyền hình Vĩnh Long. Ngay bây giờ thì chúng ta có thể liên lạc để được tư vấn miễn phí số điện thoại 1900 1259 hoặc là 02439 960 886. Chủ đề ngày hôm nay sẽ là bổ sung canxi hàng ngày và đúng cách là nguyên tắc vàng trong phòng điều trị loãng xương. Thưa quý vị, một trong những cái bệnh của những người thì gọi là mãn kinh, thời kỳ mãn kinh đó là bệnh loãng xương. Chúng ta cần phải điều trị bằng cách là bổ sung canxi, hết sức quan trọng. Canxi có thể phòng ngừa và điều trị luôn quý vị. Nhưng bổ sung canxi như thế nào cho đúng và hợp lý, bổ sung canxi thế nào để cơ thể hấp thu được mới là điều quan trọng. Chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia ngày hôm nay để tìm ra những cái nguyên nhân đó. Chúng ta chào đón Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư, là Chủ tịch Hội Loãng xương Thành phố Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp Việt Nam. Xin chào bác ạ. Chào anh Quỳnh Ly. Chào các bạn nghe đài. Trước khi giao lưu với Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Anh Thư thì Quỳnh Linh xin mời quý vị đến với phóng sự sau đây. Thời gian gần đây tôi hay bị đau nhức, mỏi các khớp xương, nhất là hai bên hông, rồi ở ngoài thắt lưng. Thì tôi có đi khám bác sĩ thì được chẩn đoán là bị loãng xương nguyên phát tiếp 1. Bạn bè thấy vậy mới khuyên là nên bổ sung canxi vô. Nhưng mà tôi không biết là bổ sung liều lượng nó bao nhiêu, bổ sung như thế nào và làm cách nào để mà tôi điều trị bệnh loãng xương một cách hiệu quả hơn. Tôi đã bị loãng xương nguyên phát tiếp 2 hơn 1 năm nay rồi. Tôi có mua canxi về uống để hỗ trợ xương khớp, nhưng đã dùng một thời gian tôi thấy bị táo bón nên đã dừng không uống nữa. Tôi phân vân liệu mình có bổ sung canxi sai cách hay không mà bệnh tình vẫn không tiên giảm được. Trong phóng sự chúng ta thấy có một nhân vật xuất hiện và ngày nay nhân vật đó cùng ngồi đây để trao đổi, cùng chia sẻ những cái lo âu của mình về bệnh loãng xương. Xin mời chị Thanh Trúc. Xin chào bác sĩ. Chào các bạn xem đài. Chào anh Quyền Linh. Dạ, xin chào chị Thanh Trúc. Hôm nay thì chúng tôi đang có chủ đề là bệnh loãng xương và bổ sung canxi thế nào, thì chị có thể chia sẻ với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Anh Thư để tìm rõ nguyên nhân để có thể mình khắc phục cái căn bệnh của mình hả chị ha? Dạ. Mời chị. Thời gian gần đây á, tôi cũng bị đau nhức, rồi mỏi các khớp xương, hai bên hông, rồi đằng sau thắt lưng. Có nhiều lúc nó đau đến nỗi như là kim châm vậy bác sĩ, khó chịu lắm. Rồi cũng có đi khám thì được chẩn đoán là loãng xương nguyên phát tiếp 1. Dạ. Thì các bạn cũng nói là thôi giờ bổ sung canxi đi. Thì tôi cũng có tham khảo rất là nhiều. Thấy là nếu mà bổ sung canxi mà nó không hấp thụ được hết á, thì nó sẽ qua phản ứng phụ là như là táo bón, rồi sỏi thận. Thành ra tôi rất là hoang mang, không biết là mình phải dùng thế nào và dùng liều lượng nó là bao nhiêu để cho nó đúng cách đó bác sĩ. Rồi có một chị bạn nữa, chị lại bị bệnh loãng xương hơn một năm nay rồi. Chị bị gãy xương á, mà chị không thể đi lại được. Bây giờ đi vẫn có người phải dìu chị. Thành ra tôi sợ là tôi trong tình trạng đó đó. Thì mong bác sĩ cho biết là mình phải dùng cái liều lượng bao nhiêu, và dùng cái loại bổ sung gì, canxi gì, là làm sao để cho mình trị được cái bệnh loãng xương một cách hiệu quả nhất. Trước khi chúng ta thấy rằng mình phần cần bổ sung canxi á, thì Linh xin được phép hỏi Phó Giáo sư là vậy thì những cái biểu hiện của loãng xương như thế nào để chúng ta có thể biết, ta có thể đề phòng và điều trị? Loãng xương được gọi là một căn bệnh âm thầm không có triệu chứng. Và cái bệnh này nhiều người người ta ví nó như một tên ăn trộm. Nó cứ thầm lặng, mỗi ngày nó lấy của mình một tí dưỡng chất trong xương, chủ yếu là canxi. Và lúc đầu nó lấy thì mình đâu có biết được. Tại vì cái ngân hàng xương của mình nó rất là nhiều. Mỗi ngày lấy một tí. Nhưng mà đến một lúc nào đó thì cái số lượng thường thường người ta nói là mất khoảng 30% khối xương thì cơ thể mình mới có những cái biểu hiện rõ ràng. Chứ còn lúc trước đó thì có thể mình chỉ đau mỏi, mơ hồ, rồi lâu lâu thì bị vọc bẻ, lâu lâu thì bị chuột rút, lâu lâu mình đau mỏi, bâng quơ chỗ nào đó, nhưng mà nó không đặc hiệu là bệnh loãng xương. Có thể nó giống như một số những bệnh khác, ví dụ thoái hóa cột sống hay là thoái hóa cột sống cổ, nó cũng có. Thế tuy nhiên thì nó mơ hồ như vậy thôi. Nhưng mà người ta cũng khuyên là ở phụ nữ quanh tuổi mãn kinh là người mà có nhiều yếu tố nguy cơ. Hoặc là thậm chí đàn ông nữa sau tuổi 60 cũng là người có nguy cơ.
Vì vậy thì mình cũng phải lắng nghe cái cơ thể mình, nếu mà thấy khác khác một cái là mình phải đi khám. Chứ còn mình đừng chờ đến lúc mà mất đến 30% khối xương, chờ đến khi nó gãy xương thì nó quá trễ. Thì một trong những cái thay đổi mà quan trọng của phụ nữ sau mãn kinh là thay đổi về xương, tiếp đó là thay đổi về khớp, rồi tiếp theo đó là còn nhiều bệnh nữa, nào là chuyển hóa, là tiểu đường, nào là tăng huyết áp, nào rối loạn lipid máu, vân vân, rất là nhiều thứ mà mình vẫn phải lắng nghe. Thưa bác sĩ, nguyên nhân gây ra bệnh loãng xương là gì? Có phải là mình bị thiếu canxi trong cơ thể, trong xương thì mình nó sẽ làm cho mình bị loãng xương hay không? Và tại sao? Thiếu canxi cũng là một trong những nguyên nhân, tại vì loãng xương thì nó có khá nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân nguyên phát, như chị nói, chị bảo chị bị loãng xương nguyên phát đúng không? Nguyên phát đó là liên quan đến tuổi, tức là theo thời gian mình sẽ bị mất dần khối xương. Và đặc biệt cái nguyên phát đó lại xảy ra ở phụ nữ nữa, phụ nữ sau mãn kinh, tức là vừa theo tuổi, theo thời gian mình sẽ bị mất xương, và vừa theo cái giới tính mình sẽ bị đối mặt với loãng xương sau mãn kinh, xảy ra khi mà mình bị mất cái estrogen do cái buồng trứng của mình không hoạt động nữa. Vì vậy thì mình sẽ có hai lý do quan trọng, đó là tuổi tác, đó là giới tính, đó là tình trạng mãn kinh. Ngoài ra còn rất rất nhiều yếu tố khác nữa, mà trong đó là một trong những yếu tố đó là thiếu cung cấp canxi. Tại vì bình thường một ngày chúng ta sẽ thải ra khoảng 1.000mg canxi do cái quá trình hủy cái xương cũ. Khi hủy đi xương cũ thì chúng ta lại phải tạo cái xương mới để bù đắp lại cái xương cũ. Chứ còn nếu cứ hủy mà không tạo thì cái xương mình nó tiêu đi mất gần đâu. Tuy nhiên thì lúc trẻ thì quá trình tạo xương nó nhiều hơn, chúng ta phát triển. Đến tuổi trung niên quá trình tạo xương với hủy xương nó cân bằng nhau thì chúng ta ổn định cấu xương. Nhưng mà đến tuổi từ 40 tuổi trở đi là người phụ nữ đã bị mất xương rồi. Bởi vì quá trình hủy xương nó nhiều hơn quá trình tạo xương. Và đến tuổi 50 thì cái quá trình hủy xương nó nhanh vô cùng vì mình mất đi cái buồng trứng, mất đi hormone estrogen. Vì vậy loãng xương nó xảy ra vào cái tuổi, cái lứa tuổi sau mãn kinh chừng độ 3-4-5 năm tùy từng người một. Và cái yếu tố thiếu canxi là một trong những yếu tố quan trọng của cái loãng xương ở châu Á. Tại vì ở châu Á, Việt Nam mình xài ít canxi lắm. Nhưng canxi trong thực phẩm không có, sữa thì không biết uống. Và thực phẩm chế độ ăn hàng ngày bây giờ mình thấy Viện Dinh dưỡng Quốc gia thông báo là chỉ có một nửa thôi. Còn một nửa nữa mình thiếu, mà mình đâu có biết là mình bù đắp đâu. Như bác sĩ đã nói thì bệnh loãng xương nó là một cái quá trình rất là dài. Dạ, đúng mỗi rồi. Chút, mỗi lâu nó lấy mình chút, lấy một chút, từ từ nó khuyết xương. Khoảng 30% thì mới thấy những cái biểu hiện mới bắt đầu có. Dạ, bác sĩ có thể giải thích cụ thể rõ hơn vấn đề này ạ? Mình cũng giống như là một cái ngân hàng á. Bây giờ ngân hàng đang đầy. Nếu người ta lấy trộm chủ mình một tí, một ít, mình đâu có biết được. Không có cảm giác, không có thấy. Chỉ có đến một mức độ nào đó thì cơ thể mình mới cảm nhận được cái sự thay đổi đó. Cái thay đổi đó là sự thay đổi của cái lượng canxi ở trong xương, tức là cái mật độ xương nó rỗng đi đến mức mà mình cảm thấy. Lúc đó nó mới kích thích vào các cái tế bào, các cái neuron thần kinh ở cái vùng xương. Rồi bản thân cái tế bào hủy xương nó hoạt động, nó mới tiết ra những cái chất, nó làm thay đổi những cái cytokine ở trong máu, tụi mình mới cảm giác lấy đau. Rồi mình mới xảy ra những cái biến cố như là gãy xương thì mình mới biết. Chứ lúc đầu đâu có biết. Bác sĩ cho hỏi là đối tượng nào mình bị loãng xương, có phải là những đối tượng như mà tôi là như là mãn kinh á thì nó sẽ bị những triệu chứng loãng xương đó hay không? Thì phụ nữ mãn kinh là một trong những đối tượng rất rất quan trọng của loãng xương. Tại vì có tới 70% bệnh nhân loãng xương xảy ra ở phụ nữ. Và phụ nữ thì sẽ xảy ra từ cái tuổi bắt đầu mãn kinh và nó sẽ kéo dài suốt cho đến hết cuộc đời của mình. Bởi vì mình sẽ đầu tiên là loãng xương sau mãn kinh, rồi đến loãng xương người già, loãng xương của phụ nữ nhiều tuổi bao giờ cũng nặng hơn là loãng xương của nam giới nhiều tuổi. Và mình cứ hình dung là 70% là phụ nữ, có 30% là nam giới thôi. Cho nên là anh Quyền Linh là nam giới cũng đừng có chủ quan là mình không bị loãng xương đâu. Đúng, mình cũng vẫn phải lắng nghe cơ thể, thấy cái gì mà khác thì mình phải coi thử coi. Tức là phụ nam cũng sau phụ nam thì cũng loãng, nhưng mà phụ nam cao thì trễ hơn một chút, tại vì phụ nam không có cái ngừng đột ngột của cái hormone nam. Cái mãn dục nam ấy, thì nó cũng gọi là andropo, còn mãn dục nữ gọi là menopo, thì cái andropo là nó từ từ. Cảm ơn bác sĩ, chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Phượng Hoàng,
trời ơi. Ôi, sao mà ta đang tập ngon lành sao bị vậy ta? Mẹ, cái gì vậy? Mẹ bị tự kỷ hả? Tự kỷ cái gì? Trời sao ơi. Nói chuyện mình vậy? Đâu có, đang tập yoga mà tập cái Phượng Hoàng mà Phượng Hoàng này gãy cánh rồi. Sao lúc này mẹ không, xương khớp mẹ không còn như ngày xưa mà dẻo mà linh hoạt, sao đau quá vậy nè? Mẹ. Cái gì? Đại bàng gãy cánh hả? Thì đó, ta đang tung cánh rồi gãy, đang tập rồi co lên rồi đau. Ôi. Quá. Ôi. Lớn tuổi rồi. Mà mẹ ơi, hồi xưa con nhớ là mẹ được mệnh danh là đệ nhất dẻo dai mà. Thì đó, thì thấy trong người đau xương nè, buồn bực trong người, đi khám mới biết là mình bị loãng xương. Cái gì? Thì bác sĩ cho uống thuốc cả năm nay có bớt đâu. Sao cái đó mẹ không nói con nghe? Nói cái gì? Nói nghe nè. Sao mẹ? Mẹ đi khám á, thì là cho uống thuốc chống loãng xương ha, rồi cho uống bổ sung canxi. Nhưng mà nó bị tác dụng phụ là làm cho mình nó hả, là sỏi thận nè, đau dạ dày nè, buồn bực muốn chết, mẹ không ơi, muốn tâm sự với ai hết trơn. Nó nghe nè. Cái gì? Mình là người nhà mà con là con của mẹ nữa. Có cái gì mẹ phải nói với con để con với Linh cùng biết đường mà xoay trở chứ. Chứ mẹ về hoài mà mẹ tức một cái là trời ơi, hồi đó đó mẹ uống một sữa là bổ sung nè, rồi uống canxi nhiều nè, à, sao mẹ đi khám vẫn bị loãng xương hả? Con cũng mà, biết mà uống cả năm nay thì nó cũng bị đau, cũng còn đau mà cũng buồn bực, nó cải thiện có chút xíu à. Như vậy khi mình bị loãng xương đó thì uống thuốc và làm cái cách gì điều trị cho nó hiệu quả và an toàn đây. À, qua tình huống vừa rồi thì bác sĩ có thể giải thích cho tất cả mọi người biết là loãng xương cần điều trị như thế nào? Thực sự loãng xương là một bệnh rất là khó khăn trong điều trị. Tại vì để điều trị loãng xương thì cái thuốc điều trị loãng xương phải được sử dụng tính bằng năm, không tính bằng tháng. Một năm, hai năm, ba năm. Và 3 đến 5 năm người ta gọi là một đơn vị của điều trị. Tức là trong sau 3 đến 5 năm thì người ta đánh giá lại khối xương. Rồi sau đó nếu mà bệnh nhân vẫn còn loãng xương, vẫn còn nguy cơ gãy xương cao thì việc điều trị lại tiếp tục. Còn nếu sau 3 đến 5 năm mà mình đo mình thấy không còn loãng xương nữa, mình cái nguy cơ gãy xương của mình thấp thì mình có thể tạm nghỉ. Nhưng mà khi tạm nghỉ rồi thì mình vẫn phải theo dõi để nếu như có loãng xương trở lại, có nguy cơ gãy xương trở lại, mình lại tiếp tục điều trị. Tuy nhiên đấy là vấn đề uống thuốc điều trị. Còn vấn đề bổ sung canxi, vitamin D thì lại hoàn toàn khác. Nó lại phải được bổ sung liên tục. Từ khi mình chưa bị loãng xương để mình đừng bị loãng xương. Đúng không ạ? Rồi từ khi mình bị loãng xương thì nó là một cái kết hợp không thể thiếu được đối với thuốc điều trị loãng xương. Bắt buộc là chị phải có canxi, vitamin D cùng với thuốc loãng xương. Ngày nào cũng phải bổ sung và nó là bổ sung hàng ngày. Kể cả khi được nghỉ thuốc điều trị loãng xương thì cái canxi vitamin D vẫn phải tiếp tục. Gọi là canxi vitamin D được ví như là cơm ăn của xương. Dạ, thưa bác sĩ, mọi người khuyên là nên bổ sung canxi vô. Thì tôi bổ sung bao nhiêu là đủ và bổ sung như thế nào để mình trị dứt điểm được cái bệnh loãng xương của mình? À, thì như vậy, vừa nãy tôi nói bên cạnh cái việc điều trị thuốc loãng xương của chị mà thầy thuốc cho chị thì chị phải bổ sung canxi. Và canxi thì người ta khuyên là chúng ta phải bổ sung hàng ngày. Tại vì cái nhu cầu về canxi của chúng ta là nhu cầu hàng ngày. Với lứa tuổi của chị thì cái lượng canxi là ít nhất là 1.000mg một ngày. Đấy là ít nhất. Và khẩu phần ăn hàng ngày theo thống kê thì trung bình chúng ta có khoảng độ 500. Vì vậy chúng ta cần khoảng 500mg canxi nữa để đáp ứng được cái nhu cầu hàng ngày của mình. Thì cái canxi mà người ta khuyên mình bổ sung, bao giờ người ta cũng khuyên là canxi từ thực phẩm. Và người ta cũng xác định một điều rõ ràng là canxi là một cái nguyên tố vi lượng quan trọng nhất của cơ thể mình. Nó kiến tạo thành cái xương, nó làm cho cái bộ xương này vững chắc. Nhưng mà cơ thể mình nó không tự tạo ra được mà bắt buộc phải từ bên ngoài, tức là từ thực phẩm. Mà thực phẩm của mình lại thiếu, cho nên việc bổ sung là đương nhiên rồi. Kể cả người khỏe mạnh đã phải bổ sung rồi, huống chi là chị bị loãng xương, cho nên mình cũng phải xác định chắc chắn là mình phải bổ sung. Hiện nay mình có xu hướng là mình sử dụng tối ưu hóa canxi từ thực phẩm, hoặc là canxi thực phẩm thực sự, hoặc là canxi dưới dạng thực phẩm, tức là thực phẩm chức năng. Thì cái điều đó nó sẽ phù hợp hơn với con người trong vấn đề hấp thu, giảm bớt những cái nguy cơ. Tại vì nguy cơ của canxi nó cũng nhiều lắm.
nào là táo bón, nào là nó làm cho tăng canxi huyết, nó làm gây có thể là sỏi thận hoặc là ảnh hưởng đến một số những cái bệnh tim mạch nữa. Vì vậy thực sự là người ta khuyên canxi thực phẩm. Thì chị đã biết được loại canxi nào chưa? Em có xài cái Vững Cốt, Vinh Gia. Rất là tốt rồi, tại vì cái viên Vững Cốt nó sẽ có 3 thành phần chính. Thứ nhất là canxi nano, là một cái loại canxi mà người ta đã có một cái trọng lượng phân tử rất là thấp, dưới dạng nano, và mình hấp thu rất là dễ. Cái việc hấp thu dễ dàng vào trong xương, nó làm cho cái canxi đó nó không bị tăng ở trong máu. Vì vậy nó không có những cái tác dụng do canxi máu cao. Điều thứ hai, cái viên đó nó có vitamin D. Và vitamin D3 nó cũng giúp cho việc hấp thu canxi được tối ưu. Tại vì nếu canxi một mình nó hấp thu rất là kém. Rồi viên Vững Cốt đó nó còn có MK7, đó là vitamin K2. Thì cái K2 này nó một mặt nó đưa canxi vào trong xương một cách hữu hiệu hơn. Một mặt nó giúp cho cơ thể mình hình thành được cái collagen. Và nếu mà canxi thì làm cho xương vững chắc, nhưng mà collagen làm cho xương dẻo dai. Tại vì chỉ vững chắc không không đủ. Nếu mà vững chắc không thì cái xương nó giòn. Còn nếu mà có collagen đầy đủ thì cái xương đó nó được gắn, cái canxi nó gắn kết với nhau và nó làm thành một cái sự gọi là sự dẻo dai cho cái xương của mình. Vì vậy cái xương của mình nó sẽ chịu lực và nó không dễ bị gãy. Ngoài ra cái sản phẩm này nó còn có rất là nhiều cái yếu tố vi lượng khác như là magie, kẽm, đồng vân vân, thì nó cũng hỗ trợ thêm cho những cái yếu tố vi lượng cho cơ thể mình nữa. Thì nếu mà chị đã được khuyên như vậy thì chị nên sử dụng nó. Thì chị phải xài sáng một viên, chiều một viên. Thậm chí chị có thể xài 3 viên nếu như cái lượng thức ăn hàng ngày của mình không đủ. Thì mình phải xem xét, nhưng mà trung bình thì mình sẽ dùng sáng một viên, chiều một viên, tức là một ngày 2 viên. Và dùng trong suốt quá trình điều trị, chứ mình cũng không ngừng ngày nào cả. Và cái nguyên tắc để dùng canxi đó là mình nên uống nhiều nước, mình nên tập vận động. Cái đương nhiên cái chỗ đó là một cái bộ đôi để mà mình làm sao cho cái canxi đó nó được có hiệu quả nhất. Kèm theo ở cái lứa tuổi này của mình là mình bị mãn kinh rồi, mình sẽ có một cái thiếu hụt estrogen. Vì vậy thì chị nên bổ sung thêm một cái lượng estrogen, mà hiện nay nó có những cái loại estrogen từ thiên nhiên, từ cái viên Kiều Xuân, thì chị có thể bổ sung hàng ngày cùng với cái viên Vững Cốt, thì nó sẽ giúp cho mình đạt cái hiệu quả cao hơn nữa trong vấn đề điều trị loãng xương. Bởi vì cái estrogen này nó sẽ giúp cho mình làm dịu tất cả những cái triệu chứng liên quan đến mãn kinh, và làm cho cái người phụ nữ giữ được cái tuổi thanh xuân, cũng như là giữ được cái chất lượng sống sau cái tuổi mãn kinh. Sau khi nghe bác sĩ giải thích, tôi thấy loãng xương ở phụ nữ mãn kinh rất là phổ biến. Vậy nên cách điều trị khác một chút là bổ sung estrogen, thảo dược bên cạnh việc sử dụng sản phẩm Vững Cốt. Vậy xin bác sĩ giải thích cụ thể hơn về cơ chế gây loãng xương ở phụ nữ mãn kinh và cách chọn estrogen thảo dược nào an toàn nhất và tốt nhất. Cái cơ chế gây loãng xương sau mãn kinh ở phụ nữ đó là vì sự thiếu hụt đột ngột estrogen, một cái hormone nữ mà bình thường thì nó ức chế cái sự hoạt động của tế bào hủy xương. Khi mất đi thì cái tế bào hủy xương nó bị bung ra, nó không được ức chế, và cái quá trình hủy xương nó sẽ tăng lên rất nhanh, và người phụ nữ sẽ bị loãng xương ngay sau cái thời kỳ mãn kinh. Đó là cái cơ chế của nó. Vì vậy cái việc bổ sung estrogen là một trong những cái liệu pháp hỗ trợ cho việc điều trị loãng xương. Và cái estrogen thì nếu chúng ta sử dụng nguyên cái estrogen nội tiết tố thì nó cũng có nhiều những cái bất lợi, và quan niệm gần đây người ta cũng không khuyến cáo sử dụng cái estrogen nội tiết tố trừ những chỉ định đặc biệt của các bác sĩ bên sản phụ khoa. Còn chúng ta nên tận dụng những cái estrogen của thiên nhiên. Thì với cái lượng estrogen này thì nó không có những cái tác dụng phụ, và mình có thể sử dụng rộng rãi cho những người phụ nữ sau tuổi mãn kinh, và điều đó nó sẽ hỗ trợ cho vấn đề điều trị loãng xương được tốt hơn. Chúng ta sẽ đến với tình huống của chương trình. Vững Cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này.
Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác, dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống, thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Da chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững Cốt Vinh Da giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, do đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững Cốt Vinh Da, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Tập thể dục thuốc. Đó, mình dọn dẹp, mình kết hợp, mình phải tập yoga. Tại vì bây giờ mình già cả rồi, mình để mình chống lão quá xương khớp. Trời ơi. Hay. Mẹ ơi. Mẹ ơi. Trời ơi, thôi. Trời đất ơi, thiệt tình à. Trời ơi, con ơi là con, bé mập ơi là bé mập. Thân thể mình nó gọn ghẽ quá đi. Trời ơi, con ơi, người ta nói con gái là đi đứng nhẹ nhàng à, đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Còn con đi gì như cơn bão vậy. Chân cẳng có sạch sẽ không? Tôi mới dọn ra, tôi mới thay ra. Mà tại con mới rửa hồi sáng sớm lúc con đi làm. Mà chuyện gì mà chạy như bão vậy nè. À, quên, mẹ, xà xuống đây. Sao, xuống chuyện đây. Gì? Nói mày nghe nè. Con nói chứ nãy giờ con đi cà phê với bạn. Ừ. Nhưng mà con không quên nhớ về mẹ. Con coi chương trình sức khỏe. Ừ. Họ nói có một cái số tổng đài 1900 1259 tư vấn rất là tốt. Tư vấn cái chuyện gì? Bệnh của mẹ chứ cái gì? Bệnh loãng xương. Trời ơi, bệnh mẹ là lâu dài, con mà uống thuốc hoài có hết đâu. Mẹ ơi, người ta phân tích con mới vỡ òa ra một điều. Òa ra cái chuyện gì? Vỡ òa cái chuyện gì? Nói tôi nghe coi. Mình bệnh loãng xương, mình phải biết cách chữa trị như thế nào, mình phải biết cách nạp canxi như thế nào, gọi là đủ liều lượng, đúng cách. Chứ không thôi á, mình nạp vô nó bị dư thừa nè. À. Nhiều khi còn gây tác dụng phụ nữa đó. Nguy hiểm vậy đó hả con? Chứ còn gì rồi nữa. Rồi bây giờ biện pháp nào chống nó lại, ngừa nó lại? Thì biện pháp thì rất là dài dòng, nhưng mà con được tư vấn hai sản phẩm. Con chạy về đây như một cơn lốc để con lấy hai sản phẩm này về cho mẹ. Nè mẹ, đây, thằng. Ồ, thôi mẹ nhìn làm gì, con nhìn kỹ hơn. Đây, có chứa MK7. Hoành tráng lệ chưa? Mẹ còn thắc mắc thêm thành phần gì nữa không? Con đọc cho mẹ nha. Chị đọc sẵn là đọc luôn đi. Đây, MK7 là chủ đạo nè. Vitamin D3 nè. Magnesium, kẽm oxit, DHA, vân vân. Nhiều dưỡng chất lắm. Ồ. Đây là một sản phẩm. Rồi, có nào nữa? Còn đây nữa. Thằng. Cái này mới quan trọng. Cái này quan trọng là gì? Đặc biệt tốt cho nhan sắc của phụ nữ. Giảm nám nè, da sáng hơn, căng mịn hơn, làm chậm quá trình mãn dục, mãn kinh ở phụ nữ. Ồ. Tại vì được bổ sung estrogen 100. Ồ, dạ. Mẹ ơi, mẹ dùng hai cái này đi, rồi mẹ sẽ thấy hiệu quả của nó. Uống hai cái này á hả? Dạ đúng rồi. Rồi bác sĩ có nói gì nữa không? Có, bác sĩ nói là dự phòng loãng xương là nguyên tắc vàng để chúng ta điều trị bệnh loãng xương đó. Ủa vậy hả? Dạ. Nhưng mà tại sao là như vậy? Con đâu phải bác sĩ đâu. Nếu muốn thì mẹ cứ gọi 1900 1259. Ồ. Trong cái tình huống của chương trình, mình thấy rằng là nhân vật sử dụng bộ đôi Vững Cốt và Kiều Xuân để trị điều trị loãng xương. Vì thì con của nhân vật còn rất là trẻ, tại sao lại dùng để dự phòng, đề phòng có được hay không ạ? Nếu con của nhân vật trên 30 tuổi thì chúng ta sử dụng sản phẩm Vững Cốt thôi. Bởi vì ở tuổi 30 thì cái hormone nữ nó vẫn còn rất là đầy đủ, mình đâu có cần phải bổ sung làm gì. Mình sẽ bổ sung cái Vững Cốt, tại vì cho đến hiện nay thì những cái nghiên cứu chung thấy rằng cái tình trạng loãng xương của mình nó đang bị trẻ hóa. Giới trẻ ăn uống dinh dưỡng không hợp lý và tình trạng thiếu hụt canxi, vitamin ở giới trẻ khá là phổ biến. Kèm theo giới trẻ của mình nó lại hơi bị ít vận động, thậm chí gọi là lười vận động. Và chính vì vậy cái nguy cơ loãng xương
hay là thiếu xương ở giới trẻ đang là một vấn đề mà cần báo động. Vì vậy con của nhân vật thì nên bổ sung cái viên vững cốt theo mẹ và nên tăng cường vận động. Và nếu cần thì có thể phải đi khám để xem mình có thiếu và thiếu tới mức độ nào để mình bổ sung. Tại vì theo kinh nghiệm của bác sĩ Thư ở phòng mạch khám thấy rất là nhiều em còn rất là trẻ. Thậm chí có 20 mấy, chưa đến 30 tuổi nhưng mà khối lượng xương rất là thấp. Khối lượng thấp là có nguy cơ cao của loãng xương. Và cái lượng canxi trong máu cũng thấp mà lượng vitamin D trong máu cũng thấp luôn. Thành ra là cái việc khi mà quá thấp thì việc bổ sung lại còn phải tích cực hơn rất là nhiều so với việc mà mình dùng sáng một viên, chiều một viên. Dạ, bác sĩ thấy cho chúng tôi biết được là cách dự phòng loãng xương như thế nào là tốt nhất và tuổi nào chúng ta dự phòng loãng xương? Loãng xương là một bệnh được coi là có thể dự phòng. Tuy nhiên, dự phòng loãng xương phải dự phòng từ khi còn trẻ. Thậm chí phải dự phòng, người mẹ phải dự phòng cho con mình ngay từ khi con mình còn nằm trong bụng. Bởi vì người mẹ có đầy đủ canxi, đúng không chị? Thì cái đứa con trong bụng nó mới được hình thành cái bộ xương của nó tốt. Cái người mẹ có bộ xương tốt thì đứa con nó mới được thừa hưởng cái gen tốt. Vì vậy thì người mẹ có trách nhiệm đối với cái bộ xương của con mình hơn ai hết. Rồi trong quá trình nuôi dưỡng cũng vậy. Tại vì cái đoạn đầu đời ấy, anh Quyền Linh, 3 năm đầu đời là 3 năm quyết định cái chiều cao của đứa trẻ. Vì vậy nếu mà chúng ta bổ sung đầy đủ canxi, vitamin D cho con mình ở cái những năm đầu đời. Thí dụ như là khi người mẹ cho con bú thì người mẹ phải có đủ canxi, vitamin D thì cái sữa của người mẹ mới có canxi, vitamin D cho con được chứ. Cứ bảo là thế tự nhiên người mẹ cho con bú được nhưng mà phụ thuộc vào sức khỏe của người mẹ. Rồi là khi người đứa con không còn bú mẹ nữa, nó sử dụng thực phẩm thì phải làm sao cho cái thực phẩm đó đầy đủ canxi, vitamin D để cho cái bộ xương của bé nó phát triển tốt nhất. Rồi đến cái tuổi mà nó phát triển rất là nhanh thì chúng ta cũng phải bổ sung cho nó. Chứ còn chúng ta cứ ỷ vào cái khẩu phần người Việt rất là thiếu canxi. Vì vậy thì chúng ta quan tâm tới cái xương của con mình trong suốt quá trình phát triển. Rồi kể cả đến tuổi trưởng thành thì chúng ta cũng phải duy trì được cái lượng canxi, vitamin D để cái xương của mình nó đạt được cái khối lượng xương đỉnh cao nhất. Tại đạt được khối lượng xương đỉnh cao nhất, tức là chúng ta cũng đã phòng ngừa được cái nguy cơ gãy xương trong suốt cuộc đời của mình rồi. Rồi đến khi nhiều tuổi, bắt đầu quá trình hủy xương nhiều lên lại cũng phải bổ sung canxi, vitamin D nhiều hơn. Đến tuổi mãn kinh lại nhiều hơn nữa. Rồi đến khi có bệnh thì dùng thuốc loãng xương nữa nếu bị. Còn nếu chúng ta phòng ngừa thật là tốt từ khi còn nhỏ, từ khi còn trẻ, nhiều khi chúng ta sẽ không bị loãng xương vào cái tuổi của chúng ta. Thì cái chuyện điều trị loãng xương nó công phu, nó bắt tính bằng năm, bằng tháng. Nhưng mà vấn đề phòng ngừa thì nó lại đơn giản hơn nếu chúng ta ý thức được. Tại canxi, vitamin D đâu có phải là cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Chúng ta đều có thể nhận được từ thực phẩm, từ các cái thực phẩm chức năng, từ chế độ ăn uống sinh hoạt. Tất cả đều mọi người đều làm được. Chỉ có điều là chúng ta chưa ý thức được là nó quan trọng cho nên chúng ta vẫn còn bỏ qua nó. Và như chị đến tuổi này mình bị loãng xương. Vì vậy làm sao cho con chị đến tuổi này nó đừng bị loãng xương như chị. Đó là trách nhiệm của chị đó. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi của khán giả trực tiếp gửi về cho bác sĩ ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ. Tôi là nữ, năm nay 55 tuổi. Trước đây tôi có đi khám và được chẩn đoán là loãng xương kèm thoái hóa đốt sống cổ và lưng. Tôi bổ sung canxi bằng cách ăn nhiều cá hồi, rau xanh, trái cây, rồi đậu nành. Nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Tình trạng đau mỏi vùng cổ, vùng lưng, tê, chân tay ngày càng nặng hơn. Cứ trái gió trở trời là hoạt động mạnh một chút thôi đã đau nhức ở cột sống, hai bên mạng sườn rồi thậm chí là lan xuống cả đầu gối nữa. Bản thân tôi còn đang trong độ tuổi mãn kinh, lại bị đau dạ dày nên cũng không dám sử dụng hay uống các loại thuốc tây nào cả. Bác sĩ có thể tư vấn cho tôi cách đề phòng và điều trị loãng xương được không? Tôi xin cảm ơn. Thủy Tiên đến từ Bạc Liêu. Cái việc mà chị ăn nhiều thức ăn có như là cá hồi, rồi các cái loại thực phẩm từ biển hay là các thực phẩm giàu canxi thì nó cũng một phần giúp cho mình có lượng canxi từ thực phẩm. Tuy nhiên thì những cái loại thực phẩm đó mình không thể nào ăn nhiều tới mức mà đủ cái lượng canxi từ đó được. Vì vậy rõ ràng là chị vẫn phải xem xét cái việc bổ sung thêm những canxi bằng cái đường khác ngoài cái đường đó. Và ngoài ra chị còn đau nhức ở cái vùng vai, vùng lưng, vùng cổ thì có thể là mình còn kèm theo những cái bệnh lý khác. Thí dụ như là thoái hóa cột sống cổ, thoái hóa cột sống thắt lưng,
những cái bệnh lý mà rất rất thường gặp ở cái người phụ nữ liên quan đến tuổi của chị, đó là tuổi mãn kinh. Và với cái tình trạng lại đau dạ dày, khó sử dụng thuốc thì mình nên gặp các thầy thuốc và mình điều trị thật là sớm, từ khi bệnh mình nó còn nhẹ hơn thôi, chứ còn để càng ngày bệnh nó càng nặng lên thì cái việc sử dụng thuốc là việc khó tránh khỏi. Còn nếu chúng ta điều trị sớm, chúng ta điều trị tích cực ngay từ đầu thì nhiều khi cái việc sử dụng thuốc giảm đau, thuốc kháng viêm nó ít hơn. Vì vậy thì chị nên gặp các thầy thuốc để đánh giá đúng cái tình trạng loãng xương của chị, đánh giá đúng cái tình trạng thiếu canxi hay vitamin D của chị để thầy thuốc có thể tư vấn cho chị là bổ sung sản phẩm nào, bao nhiêu, liều lượng bao nhiêu. Và chúng ta cũng nên tận dụng những cái biện pháp không dùng thuốc như là vận động, tập luyện để chúng ta ít phải sử dụng thuốc. Và chỉ trong cái giai đoạn mới, giai đoạn sớm thì chúng ta mới có thể tránh được sử dụng thuốc. Chứ còn nếu chúng ta để bệnh nặng lên thì cái việc sử dụng thuốc giảm đau là điều khó tránh khỏi. Vì vậy chị nên tiếp cận với thầy thuốc càng sớm càng tốt. Xin chào bác sĩ, tôi là Nam, năm nay 65 tuổi. Thời gian gần đây tôi thấy đau mỏi cột sống, đau dọc các xương chân tay, nhiều khi còn kèm theo cảm giác ớn lạnh hay bị chuột rút các cơ. Đang đứng lên mà ngồi xuống thì buốt dọc lưng, bảo con thì các con lại cứ tưởng mình giả vờ. Thỉnh thoảng tự dưng tê tay như là kiến bò, bàn tay nắm được bình thường hôm sau không thể nắm lại được. Tôi chắc chắn là mình bị khớp nên mua thuốc chữa khớp uống nhưng không thấy đỡ, mà bị tác dụng phụ nó liên quan tới thận. Vậy thưa bác sĩ, những biểu hiện trên của tôi là bệnh gì và có cách nào điều trị hay không? Tôi xin cảm ơn bác sĩ. Anh Hoàng Dũng đến từ Lâm Đồng. Anh Dũng thân mến, thực sự thì nếu như ở tuổi 65 thì người nam giới cũng có đứng trước cái nguy cơ bị loãng xương. Loãng xương ở nam giới tuy ít hơn nữ giới nhưng mà nó cũng là xảy ra, bởi vì cứ 5 người đàn ông trên 50 tuổi có 1 người bị loãng xương. Vì vậy anh cũng nên xem xét cái tình trạng này, nhất là khi anh mô tả anh hay bị chuột rút, anh hay bị đau dọc các xương dài, anh hay bị mệt mỏi, thì mình nên xem xét cái khối xương của mình. Bên cạnh những cái triệu chứng mà anh mô tả có thể nó cũng liên quan tới thoái hóa khớp, là điều cũng rất hay xảy ra ở người trên 60 tuổi. Chắc chắn là những cái tình trạng mà anh uống thuốc giảm đau, uống thuốc kháng viêm gây những cái biến cố bất lợi thì đây là cái chuyện mà khó có thể tránh khỏi. Vì vậy mình bao giờ cũng phải gặp thầy thuốc. Thầy thuốc sẽ đánh giá tình trạng bệnh của mình, đánh giá những cái bệnh liên quan và sẽ cho mình những cái loại thuốc phù hợp, cũng như phải theo dõi để mình sử dụng thuốc nó hợp lý với cái tình trạng bệnh của mình. Chứ còn nếu mà mình tự sử dụng thuốc giảm đau thì chắc là không nên. Bởi vì tất cả những cái bệnh lý đều bao giờ cũng cần những cái chỉ định cụ thể của người thầy thuốc. Và chỉ người thầy thuốc mới có thể cho mình biết là mình nên dùng thuốc gì, mình cần dùng thuốc gì và mình cần dùng những thuốc gì để hỗ trợ khi mà mình có những cái bệnh lý kèm theo. Xin chào bác sĩ, mẹ tôi năm nay 65 tuổi, thường xuyên bị đau mỏi xương khớp, vừa rồi lại còn bị ngã gãy xương nữa. Tôi đưa mẹ đi khám thì bác sĩ cho biết mẹ tôi bị loãng xương. Và qua tìm hiểu tôi đã cho mẹ dùng Vững Cốt và Kiều Xuân Estroger 100. Từ đó tới giờ mẹ tôi dùng thấy rất là tốt, không bị tê bị chân tay hay là kêu đau mỏi gì nữa. Tôi muốn hỏi là mẹ tôi có thể giúp dùng tiếp tục lâu dài hai sản phẩm đó được hay không? Hương Quế đến từ Đắk Lắk. Chắc chắn là bà đã bị loãng xương nặng. Tại vì loãng xương mà kèm theo gãy xương thì gọi là loãng xương nặng. Và như vậy thì vấn đề điều trị loãng xương được bắt buộc phải điều trị trong suốt quãng đời còn lại của bà để ngăn ngừa một cái gãy xương tiếp theo. Tại vì gãy xương do loãng xương thì đã nặng rồi, nhưng mà nếu gãy xương mà tái phát nữa thì chắc chắn là nó còn nặng hơn gấp bội so với lại gãy xương lần đầu. Vì vậy thì việc duy trì canxi, vitamin D từ cái sản phẩm Vững Cốt và kèm theo cái estrogen cho bà thì nó là điều mà nhất, đặc biệt là estrogen của bà sử dụng là estrogen từ thực vật thì hoàn toàn nó là điều cần thiết. Và chắc chắn bà sẽ phải duy trì cái thuốc điều trị loãng xương nữa, chứ còn nếu mà bà không uống thuốc loãng xương thì hai cái sản phẩm này nó chưa đủ. Vì vậy bên cạnh thuốc điều trị loãng xương của bà mà bác sĩ cho thì việc bổ sung canxi từ sản phẩm Vững Cốt và bổ sung estrogen từ sản phẩm Kiều Xuân, nó sẽ cung cấp cho bà đầy đủ canxi, vitamin D, vitamin K và một loạt các yếu tố vi lượng nữa, và giúp cho cái xương của bà nó chóng hồi phục. Và như vậy thì cái việc
này cần phải duy trì lâu dài. Vẫn cốt Vinh Gia hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất nhiều người chấp nhận quá trình xương suy yếu song hành cùng tuổi tác dẫn đến đau nhức xương, loãng xương dẫn đến gãy xương, đau cột sống thắt lưng, giảm chất lượng cuộc sống và giảm tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia chứa đa dạng các khoáng chất cần thiết cho xương, đặc biệt chứa MK7 góp phần đưa canxi từ máu vào xương. Tôi đã có giải pháp tốt giúp mình vận động dẻo dai và đủ sức khỏe chăm sóc gia đình. Vững cốt Vinh Gia giúp tôi bảo vệ xương luôn chắc khỏe, giúp hỗ trợ phòng và điều trị loãng xương, làm chậm quá trình thoái hóa xương do tuổi, nhờ đó nâng cao chất lượng cuộc sống và góp phần kéo dài tuổi thọ. Vững cốt Vinh Gia, xương chắc hơn, cơ thể khỏe hơn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Mời quý vị đến với câu hỏi dành cho khán giả. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: người bị loãng xương cần bổ sung bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 để tăng mật độ xương và chống thoái hóa xương khớp đúng hay sai? Các bạn nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 0836229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0986294XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 0836229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn. Cảm ơn bác sĩ. Thưa quý vị, chúng ta vừa trao đổi với Phó giáo sư tiến sĩ Lê Anh Thư, Chủ tịch Hội Loãng xương Thành phố Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Hội Thấp khớp Việt Nam, chia sẻ chúng ta rất là nhiều cái kinh nghiệm, và qua đó thì có thể chị Trúc ở đây cũng như tất cả chị em phụ nữ như là cũng như nam giới từ tuổi 50 trở lên, chúng ta đã có những cái phương pháp như cách để điều trị phòng ngừa và đặc biệt là dùng những sản phẩm nào tốt thì chúng ta có thể gọi là bảo vệ sức khỏe chính chúng ta và người thân chúng ta. Ngay bây giờ thì chúng ta có thể liên lạc để được tư vấn miễn phí số điện thoại 1900 1259 hoặc là 02439 960 886. Lần nữa cảm ơn Vĩnh Cốt cùng nhãn hàng Kiều Xuân của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khi bị bệnh loãng xương, nếu không được phát hiện và điều trị không đúng cách thì bệnh sẽ tiến triển âm thầm và ngày càng nặng hơn. Hậu quả xấu nhất là rạn xương hoặc gãy xương. Sau khi tham gia chương trình và nhận được sự tư vấn của bác sĩ, cô Thanh Trúc đã hiểu được nguyên tắc điều trị và vai trò của việc bổ sung canxi đủ và đúng cách, đóng vai trò quan trọng đối với việc điều trị bệnh loãng xương. Lựa chọn được sản phẩm phù hợp bên cạnh việc tuân thủ lời khuyên của bác sĩ, kiên trì điều trị và rèn luyện thể dục thể thao, đến nay tình trạng loãng xương của cô đã cải thiện rõ rệt. Chào cô. Chào em. Thưa cô, là sau khi tham gia chương trình và lắng nghe những tư vấn của bác sĩ thì cô đã có cái biện pháp nào để mà bổ sung canxi và điều trị cái bệnh loãng xương của mình ạ? Sau khi tham gia phỏng vấn, được bác sĩ tư vấn cho cô thì cô về cô ghé tiệm thuốc, cô mua liền cái sản phẩm Vững Cốt với lại Kiều Xuân mà Estrogen 100 cô dùng, thì khoảng một tháng sau cô thấy các bệnh đau nhức nè, mỏi dọc khớp xương rồi đau thắt lưng nó nhẹ hẳn người luôn á, nó không còn đau nhiều nữa. Ngoài ra còn cái mà bị chuột rút nè, rồi cái khó thở, nó tim đập nhanh, rồi hay nóng giận mà của tiền mãn kinh, của mãn kinh nó cũng biến mất luôn á. Từ đây hả, tôi có thể lao dọn nhà cửa một cách thoải mái luôn á, tức là khum nghiêng rồi cũng thoải mái, không có bị đau nhức nữa. Còn nữa nha, còn cô còn tham gia cái câu lạc bộ múa của người trung niên á, của phường tổ chức. Trời ơi, vui lắm. Tại vì hôm đó bác sĩ có tư vấn là tuổi của cô ở dạng mãn kinh rồi đó, thì nên vận động để cho nó đừng có đau các khớp tay, khớp chân. Đó, thành ra cô tham gia luôn. Sau khi dùng sản phẩm sau khoảng 3 tháng thì cô có đi khám lại, thì được biết là cái mật độ xương cải thiện rất là nhiều luôn á. Thành ra bây giờ cô vẫn đang duy trì cái sản phẩm đó để cho mình tránh xa được cái bệnh loãng xương và gãy xương. Rất cảm ơn những chia sẻ của cô. Chúc cô sẽ luôn mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
Mọi người sau tuổi 30 cần chú trọng bộ ba canxi nano, vitamin D3 và MK7 để dự phòng loãng xương sớm ngay từ khi còn trẻ. Những người tuổi đã cao và phụ nữ mãn kinh, bên cạnh việc bổ sung canxi đủ và đúng cách hàng ngày thì nên đi khám xương khớp định kỳ hàng năm ở các cơ sở y tế có đủ điều kiện để phát hiện và điều trị ngay từ sớm bệnh loãng xương. Đó là việc làm rất có ý nghĩa để phòng bệnh loãng xương và ngăn ngừa bệnh xương.